Bữa nay là ngày đầu tiên tại chùa Tà Liêu, đã ngày mùng 7 đâu vậy, đã cắt băng khánh thành. Thì hôm nay thì chia sẻ cái hình ảnh tại chùa Tà Liêu ngày đầu tiên cho quý vị xem. Ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 là đêm mùng 9 là cắt hương sa mạ, còn mùng 10 sẽ kết thúc buổi lễ tại nơi đây. Thì mình chia sẻ cái hình ảnh này ngày đầu tiên tại chùa Tà Liêu, ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Thì chúc bà con Phật tử và tất cả anh em mà lý quá, mà lý con để chia hình ảnh cho bà con xem. Đó, quá đông rồi, muốn lên máu luôn. Đây anh Sơn nha.
Hoàng Sơn điêu khắc nghệ thuật về điêu khắc nổi đó vậy. Các chùa chiền đó đắp theo cái cũng như là cái hình nổi đó. Đó cũng như là một kiến trúc hoa văn rồi đó. Quá đông rồi, bây giờ cũng quá nắng luôn. Mong là nắng đi cho sư làm cho cũng như là thành công tốt đẹp trong buổi lễ kết giới Sima này. Đó thì mưa thì khổ mấy người buôn bán nữa. Đó rồi sư cũng khổ luôn. Xe vô không được, có xe lớn như vậy. Đừng có mưa. Đó qua cái lễ này mưa cũng được không sao. ព្រះអង្គធម្មប្រំពុទ្ធានៅឧបសគ្គ
trung sắp tết trang tập tây nâng kiếm đồ và vô là nà cấm đón duy ta nhập nhôn tập tập ba là sắp chẳng chắc tổ tương kinh áo chậm đông chất đối chất không chất đông vốn rước chấm cho sang lần đầu tư ruộng và tổ sạch hạ kia mùi tập thông thiên sạch thông sạch dây tục sạch lạp tập tập ba là sắp cả nắp đám mạc đà và sông rước chấm thuốc về thiên kênh tập ba tục tập sắc sạch nắp lưu tục bạc kênh vào chân tê bằng tâm tê lục dây lục ta sát thổ sắp bà đọc chụp bất tập bà là sát đà bà thành chương mốc bằng tinh.